sẽ có rất nhiều người thắc mắc liệu tôi có phù hợp với bên Mỹ hay không. Một người ồn ào náo nhiệt hay tôi có ở được bên Mỹ quá 3 tháng hay không. Lời nguyền này với đám bạn nhậu nó làm tôi cười muốn xỉu. Thực tế tôi là người một tâm hồn rất chi là lãng mạn đó. Thích cây, thích núi, thích rừng, thích suối, thích sông và không thích biển. Thứ nhất là tôi rất là ghét nước biển. Thứ hai là tôi bơi không có giỏi. Thứ ba là tôi không thích ăn hải sản. Tôi thích ăn thịt thú rừng, gà, lợn, dê. Đó, đại loại những cái con mà có cái phao câu á là tôi thích lắm. Tôi từng ước mình có một cái nông trại để tôi nuôi gà. Nó đẻ vài nứa xong là tôi cho vào tôi thịt xong tôi làm gà ủ muối tôi ăn, hoặc là tôi làm gà răng hầm. Sau những ngày tôi hay lượn này, khu tôi nó hơi bị xa trung tâm, nó là vùng quê ấy, mọi người. Nên là những căn nhà như thế này nó là xung quanh luôn rồi. Nhìn những thảm cỏ xanh thắt mắt như vậy, tôi cảm thấy rất bình yên. Và rồi tôi cảm thấy vui hơn nữa khi mà ở những cái căn nhà mà ở trong những cái gọi là cái lùm cây này, nó sẽ gần những cái khe suối. Mà gần mấy cái khe suối từ trong núi chảy ra đó là nó sẽ có rau cải xo. Hôm nay cũng cái bệnh chụp hình của tôi đó, tôi đi lên cái con đường này để tôi quay clip toát toát. Tôi nhìn thấy cái ruộng này là ruộng cải xoong, nếu mà không có ai đã cắt trước tôi rồi thì tôi không nhận ra nó là cải xoong đâu mọi người. Chính vì cái bệnh nhiều chuyện nên là tôi nhòm thấy nó một vũng nước trong khe. Tôi tháo tất tháo giày, tôi đi xuống để tôi cắt rau cải xoong. Cái này ấy, là về cải thiện đó. Thật sự ai ở bên Mỹ sẽ biết nha. Nếu như mà bạn đi chợ đồ Việt ấy, bạn sẽ biết là một bó cải xoong nó mắc thế nào. Hôm thì là 1 đồng 99, hôm 2 đồng 99, là một bó khoảng 25 cái ngọn thôi đó. Tôi thấy cải xoong thì tôi phi xuống thôi, vì cái này nó là khe nước, không trực thuộc của ai cả. Và Tây người ta không ăn cái rau này. Khi mà đang cắt rau á, anh Tây anh từ trong cái đồi của anh đi xuống hỏi: mày làm cái gì đây? What are you doing? Đó. Thế là mình nói là I want cut, go home, rabbit. Nói chung là nó không hiểu tôi nói rabbit là cái gì. Tôi làm động tác con thỏ đó. Ý tôi bảo mang về cho con thỏ ăn đó. Thực tế là Tây người ta không biết món này đâu các bạn. Cái này chỉ người Việt mình ăn thôi. Tôi cắt chỗ này về ấy, ngoài việc tôi ăn, tôi có thể đem ra đứng chỗ cái bãi xe ấy, của cái chợ Ông Long hoặc chợ Sunrise chỗ gần nhà tôi ấy. Là người Việt người ta đi chợ nhiều lắm. Tôi chào mời bán rau, 2 bao rau là cũng được 100 đồng đó nha. Đừng có đùa. Ở bên này á, chịu khó nhặt nhạnh thế này là nhanh giàu lắm mọi người ạ. Không biết ở tiểu bang các bạn có rau cải xoong không? Chứ ở chỗ tôi cứ chỗ nào mà có khe nước trong chảy ra là chỗ đó sẽ có rau cải xoong này mọc này. Nó chỉ cắt ở trên mặt nước thôi mọi người. Ngon lắm mọi người ạ. Vì xào với bò, à tiền đâu ra bán thịt bò. Thôi, em xào một gọi là gia vị bò Hàn Quốc em mang sang cũng được. Hoặc là em giã tôm khô ra em nấu canh, cải thiện bữa ăn mà lại nhiều rau. Chứ nói thật, người Việt bên này mà là bỏ tiền mà mua cái bao rau này chắc chết. Hôm nào mà ăn lẩu là mua khoảng 15 bó cải xoong cho khoảng 20 người ăn là cũng muốn xỉu vì cái chỗ số tiền mà trả tiền rau đó. Bên này thì rẻ nha,
rau thì mắc nha. Nên khi mà đi cắt ngắn ngắn này này, thì mình buộc ra, mình buộc. Sau đó mình đem ra cái chỗ mà người Việt mình hay đi chợ ấy, mình mở cốp xe lên, mình đứng mình gào lên. Tôi còn đang định là cắt cái chỗ rau này này, để mai tôi đi ra mấy cái tiệm neo tôi mời xem ai mua cá khô với mua rau không. Tôi đang định tính là thứ bảy chủ nhật tôi đi nhà thờ á, tôi đứng ở ngoài đầu đường ấy, tôi dán cái bị giấy, dán cái tờ giấy bán cá khô Việt Nam. Úi dồi ôi, các bác thấy em có cái ý tưởng này được không? Bên này police có bắt em không? Nếu em dán cái biển, cái bảng chữ lên cái xe của em á, bán cá khô Việt Nam, không hiểu là police người ta có bắt em không. Em dán là dán dính vào xe á, rồi em chạy vòng vòng quanh nhà thờ mấy cái tiệm neo. Các bác nào nhìn thấy em mình mua cá cho em nha. Em phải làm giàu sớm thôi. Làm giàu mà, kiếm tiền mà, có gì đâu mà xấu hổ đúng không mọi người. Chỉ sợ không dám làm thôi, chỉ sợ lười lao động thôi. Chứ kiếm được tiền em làm tốt thôi chị. Đúng rồi bà. Okila không? Ủng hộ em nha mọi người. Thả tim cho em một clip này. Thank you.